Xin chào tất cả bà con và mọi người, một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành nha. Thưa bà con, chúng dịch ngày hôm nay nhà cà phê tại hai sàn cà phê London thì có tăng giảm đáng kể, sàn cà phê New York thì có giảm nhẹ bà con nha. Bây giờ mình sẽ đưa bằng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem được tăng giảm như thế nào, và sau đó mình sẽ phạt bằng giá cà phê và hạt tiêu ngày hôm nay trên thị trường ra sàn cho bà con tham khảo nha. Bây giờ mình bà con mời mọi người theo mình theo dõi bằng giá cà phê và hạt tiêu ngày hôm nay nha. Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu tại sàn cà phê Ruta thì có tăng giảm đáng kể bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng ngày tháng 1 thì giảm 8 đô xuống còn 2.401 USD trên tấn. Kỳ hàng ngày tháng 3 thì tăng lên 11 đô. Kỳ hàng ngày tháng 5 thì tăng lên 11 đô. Kỳ hàng ngày tháng 7 thì tăng lên 7 đô bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn New York chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 6 tại sàn cà phê SBK thì có giảm trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm tháng 3 thì giảm 4,00 sen xuống còn 240.20 sen trên pound. Kỳ hàng nhóm tháng 5 thì giảm 4,00 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 7 thì giảm 3,70 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 9 thì giảm 3,65 sen bà con nha. Bây giờ đại phụ hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bài nhạc cà phê bằng giờ tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 xem thì thay đổi ra sao cho bà con tham khảo bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021.